chung với để nó cho nên nó đẹp gì mà đẹp ghế hồn muốn trời. Không đi uổng đúng, không đi rất là uổng. Quá xá là đẹp luôn. Đây theo cái tàu kia lạ nó giống Việt Nam không? Cao vừa xà lũ ca. Lên không còn là em nữa. Dạ. Tại vì em lồng lộn quá xuống sợ người ta bỏ người ta lái xe, lái tàu người ta về hết. Dạ. Ôi giời ơi. Con này mà nó lấy cái cánh nó quất một cái mình không té xong mới là lạ luôn á. Kìa đây có con siêu nằm trên kìa, chỗ nó leo lên được bút ở trên luôn nè. Con ấy kìa nó nằm đó đó. Đó. Lúc mà nước lên đó em. Kìa chị, nó ở trên múc ở trên luôn rồi chị. Nè. Nè, con siêu nằm múc trên kìa. Trước mặt chị nè. Siêu nó leo núi đó trời. Wow. Đẹp rồi trời ơi, đẹp gì mà lòng lộn luôn á. Cái này là quá hùng vĩ luôn á trời. Em chưa đi Hạ Long nha. Hạ Long thì nó xanh nha. Nhưng mà em đi Hạ Long bằng YouTube anh. Ghê tàu bên kia, trời ơi mừng quá. Ồ nó có hang kìa anh Quang. Anh nó có hang kìa anh. Yeah. Wow. Nhập có tàu thì tới luôn được nha. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đẹp quá xá luôn. Trong, với mặt ở trong. Ồ, là lá ở giữa biển vậy nè đó. Wow. Cái này mắc chữ A, mồm chữ O đúng rồi đó. Không đi tới đây mà không đi lộn. Thank you.